Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ xin chia sẻ cái cách mà mình chăm sóc cây hoa dã yến thảo của mình. Cây hoa dã yến thảo này là loại ghép. Loại ghép đó thì cái bông của nó có rất là nhiều cánh. Rất là nhiều cánh mà nó nở ra, cái cánh của nó giống như là cánh hoa hồng vậy đó. Nó rất là dễ thương. Cái này là mình trồng đã 3 tháng rồi. Mình trồng trong cái chậu này cũng rất là nhỏ. Cái chậu này giống như cái chậu mà hanging basket á. Cái chậu mà hoa mà treo đó. Thì nó không có bao nhiêu đất hết á, nhưng mà cái cây nó vẫn nở bông rất là nhiều. Thì sau khi mà nó nở bông nhiều như vậy á, mình muốn giữ cho cái hoa nó nở nhiều á, nở lâu nữa đó, thì mình phải cắt đi bớt những cái hoa mà nó đã nở rồi, nó đã tàn rồi nè. Giống như vậy nè, thì mình cắt bỏ nha. Thì mình cắt bỏ thì những cái hoa mới á, nó sẽ những cái cánh đó nó sẽ nở thêm, nó có thêm nụ đó, nó có sức để nó có thêm những cái nụ hoa mới đó. Thì nếu mà mình muốn chăm sóc á, thì mình sẽ cắt bớt nhánh của nó, cắt bớt những cái nhánh mà nó rớt, nó ngã xuống đó, để cho nó có thêm sức. Các bạn coi cái nhánh hoa của nó rất là đẹp. Để mình cắt cho các bạn coi một nhánh của nó thôi, mà hoa nó rất là nhiều. Nó rất là nhiều hoa. Mình cắt một nhánh hoa của nó để mình bỏ vô cái chậu để mình trưng trên bàn nha. Các bạn thấy không? Một cái nhánh hoa của nó thôi mà nó rất là nhiều, nó tới 5 cái hoa, một cái nhánh nhỏ như vậy. Mình sẽ bỏ vô cái chậu nước để mình trưng nha. Vì nó có nhiều quá, nó nhiều quá mà nó cái ngã nó đổ ra đó, nó trời khi mà trời bắt đầu có mưa có gió rồi đó, cái chậu của mình nó rất là dễ bị ngã. Bây giờ mình phải cắt bớt để mình cho cây nó khỏe hơn. Cây nó khỏe hơn là cái thứ nhất. Cái thứ hai cho nó không có bị ngã nó, tại vì cái này mình nhà đất mình nó không có sân vườn rộng, mình phải trồng trong cái chậu á, trong cái chậu mà mình muốn không có côn trùng đó. Mình không có thích côn trùng mà mình thành ra là mình phải bỏ trong chậu, mình phải để lên cao để cho nó không có cho cái con trùng nó bò vô cái chậu của mình đó. Mình để trên cao như vậy thì mình mới kiểm soát được mấy con sâu bệnh từ ở dưới đất lên. Mình để trong chậu. Mình cắt hoa như vậy là làm cho cái cây nó khỏe hơn. Tại vì nó nở hoa nó nhiều, nó cũng làm đuối sức cái cây. Mình cắt cho cái hoa nó cũng khỏe hơn, rồi mình cũng có được hoa trưng ở trong nhà cho nó đẹp. Cách chăm sóc của cây hoa này á, là nó mình sẽ chia sẻ cho các bạn nha. Cái hoa này á, nó cũng giống như là mấy cái video trước mà mình có chia sẻ đó. Thì cái cách chăm sóc mà bón phân của nó dễ lắm. Mình có chia sẻ cho các bạn. Ở đây mình sẽ quay cho các bạn những cái phân mà mình chăm sóc cho cái cây này nhé. Thì cái cây hoa này là nó khoảng trồng nó khoảng 3 tháng mấy là nó có bông. Nếu mà mình gieo nó từ hạt thì cái đây là cái phân mà mình mua về cái cây, thì mình sang qua cái chậu lớn đó. Sang qua chậu lớn thì mình hả rải cái phân này nha. Sau 1-2 tuần đó mình hả rải nha, mà mình rải xung quanh gốc, mình rải xung quanh gốc của nó. Cái này là cái loại phân thứ nhất.
Cái loại phân thứ hai á là cái loại phân này. Cái phân này á là mỗi 2 tuần, 1 hoặc 2 tuần thì mình tưới nó. Mình pha với nước thì mình tưới nó. Mình pha với nước thì trên đây nó có cái tỷ lệ pha nước bao nhiêu đó các bạn đọc ha, cái tỷ lệ của nước của nó rồi các bạn pha cứ mỗi 1-2 tuần đó, các bạn ha, pha với nước các bạn tưới nó nha. Để cho nó cái cây này nó làm cho cái cây nó khỏe, nó màu lớn, nó nhanh ra hoa. Nhưng mà con cái á, cái cây này nó sẽ làm cho cái cây mình nó rất là khỏe, lá nó đậm màu, nó không bị vàng. Nó nhanh ra hoa mà hoa màu sắc đẹp. Nhưng mà khi mà nó đã ra hoa rồi á, thì các bạn sẽ không có tưới nó nữa nha. Tức là ra hoa nhiều rồi các bạn sẽ không có tưới nó nữa. Tại vì các bạn tưới nó đó, nó sẽ làm cái hoa của mình nó nhanh phát triển nữa, nó sẽ nhanh già cái hoa, nó nhanh héo cái hoa. Tại nó làm cho cái chất này nó làm cho cái cây nó, cái hoa nó nhanh phát triển đó. Mà mình đã ra hoa rồi mà mình tưới nó nữa, nó sẽ làm cái hoa của mình nó mau tàn, nó không có giữ lâu được. Thì mình chỉ tưới nó khi mà nó còn nhỏ, đến lớn nó ra nụ nhiều, ra hoa nhiều quá rồi mình ngưng, mình không tưới nữa. Cái phân này thì mình rải nó được 6 tháng. Như vậy tới cái lúc mà nó ra hoa thì mình chỉ tưới nó nước bình thường thôi. Tưới nước bình thường thôi là nó đủ rồi. Mà mình phải tưới nước nó mỗi ngày nha, sáng sớm hoặc là chiều tối. Cái nhà của mình á là nó nằm ở hướng đông nam. Đông nam á thì nó sẽ có nắng. Nó có nắng ở đằng sau sân nhà vào buổi sáng. Thường mình để ý á thì những cái cây mà nó để mình để cái khúc nào mà nó có nắng vào buổi sáng á, tới trưa đó thì những cái cây đó nó sẽ phát triển rất là nhanh. Nó sẽ cho hoa rất là nhiều. Những cái hướng nào mà hướng mà mặt trời mọc đó, mình để cái cây cái hướng mà nó có nắng nó chiếu vô vào buổi sáng á, thì cái cây nó phát triển rất là tốt. Còn những cái nhà mà giống như là mình, cái cây mình để mà cái hướng mà nó không có ngay cái ánh sáng mặt trời buổi sáng đó, thì cái cây của nó cũng phát triển nhưng mà nó không có phát triển tốt bằng cái cây mà mình nó cái nắng nó chiếu trực tiếp vào vào buổi sáng. Nắng buổi sáng thì rất là tốt. Còn phía đằng trước nhà thì nó không có nắng buổi sáng. Mình nên là cái sân sau nhà của mình nó nắng nó vô nó rất là đẹp. Cái video của mình đến đây là hết rồi nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ tới.